their concern. Tribute to General Officer Commanding and all officers of fighting in Federation. Our team is Vietnam Delegation and all my civil present. Very good afternoon. At the very beginning, I would like to welcome you all to the generous evening. At the first, I respectfully welcome most honorable Samma Jyoti Mahathir, most honorable Tiranandha Thera, venerable Priyan Thera, and all members Theros present. And I would like to welcome our distinguished Vietnam delegation and Tribute General Officer Commanding Brigadier Subhasana Yenagam, RW to RSP, with all the officers present to this event. And I finally welcome all the civilians who have here to get direction bags. Thank you. Buddha saranam gacchami, Dhamma saranam gacchami. Sangha saranam gacchami, Tutiyampi Buddham saranam gacchami. Tutiyampi Dhammam saranam gacchami. Tutiyampi Sangham saranam gacchami. Tatiyampi Buddham saranam gacchami. Tatiyampi Dhammam saranam gacchami. Tatiyampi Sangham saranam gacchami. Panati Pata Viremani Sikka các vị chỉ huy quân sự,
Xin tôn chào các vị có mặt ở đây. Đạo Phật không phân biệt được giai cấp, chủng tộc, màu da. Ngài Anala đã dạy rằng không có sự khác biệt trong những giọt nước mắt cùng màu, trong những dòng máu cùng đỏ. Cho nên Đạo Phật có tính hài hòa. Ai còn phân biệt giai cấp, chủng tộc, màu da, người đó không phải là đệ tử của Đức Phật. Do vậy, những người có Phật có tâm từ bi đều tế độ tất cả những người có hoàn cảnh khốn khổ, không phải chỉ riêng những người có cùng chung tín ngưỡng. Đó là những người có Phật đã thực hiện đúng tôn chỉ của Đức Thế Tôn. Từ bi không có sự phân biệt, từ bi không có gì hết. Hơn nữa, đất nước Sri Lanka từng là cái nôi của giáo Theravada và đã từng phát triển hùng mạnh. Từ đó nó lan rộng khắp thế giới. Và đất nước Sri Lanka là một đất nước với công sức của các vị vua tiền bối đã ủng hộ nhiệt thành Phật giáo. Điều đó đã được ghi dấu ở trong Mahamosa. Đây là chư báo Bồ Tát và chư báo Bồ Tát. Và chúng tôi sẽ tiếp thu những văn hóa Phật giáo từ văn hóa Phật giáo Sri Lanka xưa kia. Nó được gìn giữ bởi Ngài Mahinda và Devanampiya Thích Sát. Sau những biến cố thăng trầm, nhưng Phật giáo Sri Lanka vẫn duy trì và phục hưng vào thời đại của chúng ta. Nhất là vào thời đại của vua Thích Phá Gamini, người đã sáng lập ra lễ hội Quy Sắc, một lễ hội được thế giới công nhận và trở thành là một ngày hội giáo thế giới. Do đó, người dân Sri Lanka từ trước cho đến nay đã đóng góp rất nhiều trong việc gìn giữ giáo pháp của Thế Tôn từ vua quan cho đến thực dân. Hôm nay đoàn Việt Nam chúng tôi có duyên lành đến hành hương đạo quốc Thích Lan. Chúng tôi muốn lưu lại chút tình người với người. Để thể hiện điều này, chúng tôi xin trân trọng trao tặng 130 phù quà đến người dân trong cái khả năng của mình có được. Trước khi dứt lời, chúng tôi xin chân thành tri ân Đại Đức Silananda Asgiri và Thiếu tướng Subhasana Tổng chỉ huy sư đoàn 53 đã hỗ trợ đoàn chúng tôi hoàn thành trao đến người dân món quà kiên cố để thắt chặt tình người giữa hai nước Sri Lanka và Việt Nam. Xin thành tâm kính chúc quý vị luôn được thân quay an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái việc mà trải tấm khăn trắng trong một cái tích, còn tích là hoàng tử Bồ Thí, nếu Bồ Thí còn như vua Ú Đề Na, mà hai vợ chồng á là không có con. Cho nên nếu mà ước nguyện rằng nếu như hai người mà có con á thì ông trải tấm vải trắng lên thì Đức Thế Tôn sẽ đi trên đó. Nhưng Đức Thế Tôn biết là ông hai vợ chồng ông không thể nào có con, cho nên Đức Thế Tôn thì đứng ở trước tới ngày mới im lặng, ngày không bước lên. Thì Đức Thế Tôn ngày ra mắt ám hiệu cho ngài Ananda. Ngài Ananda hiểu ý cho nên mới bảo vương tử Bồ Thí, hay hoàng tử Bồ Thí là cuốn cái tấm vải trắng lại.
thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài mới chịu đi, đi lên mới thì ngài ông Bồ Thí ông hỏi bạch Đức Tôn vì sao ngài không đi. Thế Tôn nói rằng là hai người sẽ không có được có con, bởi vì trong một cái kiếp hai người đã lạc ở trong cái quan đảo đó, quan đảo nó không có lương thực. Thì giai đoạn đầu những cái trứng con chim nghe, tức là trứng con ngỗng á, giai đoạn thứ hai họ ăn những cái con ngỗng con, qua giai đoạn ba họ ăn cả những con ngỗng cha, cũng như là ba canh như vậy á đã phạm giới sát sanh, cho nên khi gặp lại kiếp này không có con là như vậy. Thì do nó Đức Phật ngài truyền ra cái lệnh là chứ là chế định tiểu học mà chư tăng không được đi trên bãi trắng. Nhưng mà lúc bây giờ lại có một cái người họ đang cầu may mắn, họ cũng trải tấm vải trắng lên và chư tăng cũng không đi, cho nên cái người Phật tử này mới ta tán là tại sao các ngài con đang cầu sự may mắn mà ngài không, các ngài không đi nè. Thì chư tăng mới trình lên Đức Phật ngài, Đức Phật ngài cho phép rồi, nếu người ta cầu sự may mắn thì mình cứ đi. Và trường hợp này được khởi lên cho bà Visakha. Bà Visakha khi mà làm cái bức Parama đó, hay là cái Migara Salam, Migara Matu Sala đó, tức là giảng đường của mẹ Migara đó. Và giảng đường mẹ Migara này nằm ở phía đông của thành Sakathi, cho nên về sau được gọi là bức Parama. Bức Pa là cái hướng đông, Arama là cái tự viện, đó là đơn mình dịch ra tiếng Việt là đông phương tự như vậy. Thì khi mà bà làm lễ khánh thành á, bà trải những cái vải trắng ở chung quanh á, để bà mong là chư tăng tới dẫm lên mang tới sự may mắn cho bà. Thì lúc đó có một cái người tỳ nữ của bà này cũng có một cái vuông vải trắng mà muốn cùng bước vô mà không có chỗ, mới xin bà Visakha cho mình cùng bước vô. Bà Visakha nói bây giờ trong cái toàn nguyên cái miếng gà rá Matusala này đã trải hết vải trắng rồi, vậy thì ngươi tìm được cái chỗ nào trống thì ngươi trải, chứ giờ ta đâu biết đâu. Thì cái nàng này mới buồn khổ mới lên trình với ngài. Ngài ta rất là thông minh, ngài mới ngẫm nghĩ xong mới nói là có một cái chỗ mà bà Visakha không bao giờ trải tới, không có để ý tới, đó là cái chỗ mà chư tăng chùi chân. Mấy chỗ còn trống cho nên nàng đem cái miếng vải trắng này trải trên đó đi, thì may mắn sẽ đến cho nàng. Cho nên nàng này mới nghe lời. Mà thật sự vậy, trước khi muốn vô cái chính điện cho toàn lâu đài đó, thì lúc đó thời đó Đức Phật cùng chư tăng là đi chân công, nhưng không thì chân nó lấm bùn hay là lấm đất á, rửa sạch xong thì mới chùi chân xong mới bước vô. Người té ra tấm vải của bà như vậy, mặc dù bà Visakha trải rộng như vậy đó, nhưng mà chưa chắc chỗ nào cũng chưa tăng đi tới. Nhưng mà cái tấm vải chùi chân đó, tấm vải trắng chùi chân đó, chưa tăng nào cũng đi qua hết, luôn cả Đức Phật nữa. Nhỏ nhưng mà cái chất lượng cao nó nằm chỗ đó đó. Cho nên từ đó về sau cái biểu tượng là khi cái tấm vải trắng được trải ra mà chưa tăng ngồi hoặc chưa tăng đi lên, đó là biểu tượng một sự may mắn mà chưa tăng đem tới cho những cái người tại gia cư sĩ, nó là như vậy đó. Cho nên những cái nước Phật giáo thường thường là chư tăng đi trên vải trắng họ rất mừng, và vải trắng họ trải ra ở chỗ chư tăng ngồi cũng được trải vải trắng, để cứ ý nghĩa rằng chư tăng sẽ mang tới sự may mắn cho họ, tức là mang tới hạnh phúc cho họ đó, đó là lý do như vậy. Chư góp ý thì thôi chứ còn nhiều điều nữa như đây đủ rồi nha. Chúc quý vị ăn vui thì quý vị biết cái bữa sáng của họ là 9 giờ sáng, 8 đến 9 giờ sáng là bữa sáng, 10 giờ 10 rưỡi là bữa trà ha, tức là họ sẽ uống trà và ăn bánh.
đó là tiền trà ngọt. Trong buổi trưa của họ là từ 1 giờ đến 3 giờ mới là ăn trưa nha. 1 giờ đến 3 giờ mới ăn trưa, tại vì chưa tăng độ ngọ trước, xong đó rồi mới tới họ, cho nên là thành một cái thói quen là họ ăn rất là muộn, là từ 1 giờ đến 3 giờ mới là giờ trưa. Và giờ tối của họ, mọi người biết mấy giờ không? 9 giờ. 9 giờ là giờ tối của họ. Và họ ăn đó là họ ăn rất là nhiều, và ăn xong là lên giường ngủ ngay, cho nên cái bụng. Và còn một buổi nữa, đó là một buổi trà chiều, tức là giữa buổi trưa, giờ sau khi ăn cơm trưa xong khoảng cách khoảng 1-2 tiếng là họ sẽ uống trà và ăn bánh ngọt. Chứ mà bánh ngọt ở đây họ vô cùng ngọt vì họ uống với trà. Bởi vì họ uống trà xong rồi, nếu như mà họ không có bánh ngọt thì họ sẽ có một cục đường. Ở đây bữa giờ chắc là chưa vị nào uống trà đúng không ạ? Khi mà họ mà bưng vào một chén trà